Đây là chùa Dục Thanh. Đây là chùa Dục Thanh, đây là ngôi trường. Hoạt động từ năm 1907 đến đầu năm 1912 thì đóng cửa. Vậy thì sở dĩ hôm nay các bạn đến tham quan trường Dục Thanh. This is a place with teacher Nguyễn Tất Thành named as Anchor Hall, where he worked 20 years old. Taught in the year of 1910, before he went to Saigon to travel abroad for fighting for our national service. Dục Thanh School. Thưa quý vị, đây là trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành, tên gọi của Bác Hồ, lúc 20 tuổi, đây dạy học năm 1990, trước khi vào Sài Gòn để đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước.